Hội diễn văn nghệ khối thi đua các trường đại học tại Đà Nẵng vừa được tổ chức nhằm tạo cơ hội để cán bộ, viên chức, người lao động các trường đại học gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau. Theo ban giám khảo, các đơn vị đã chuẩn bị tốt về nội dung và đầu tư dàn dựng để các tiết mục chuyển tải được những thông điệp về sự cống hiến của tuổi trẻ, về tình yêu quê hương đất nước. Đây là một cái hoạt động của các trường đại học khi người ta xúm xích lại với nhau để phô diễn, để bày tỏ những cái tài năng nghệ thuật của mình. Phải nói đây là không chỉ là một cái động lực về tinh thần sau những cái thời gian dịch bệnh Covid rất là lâu, và tạo một cái sự hứng khởi trong công việc và cũng như là thấy mọi người rất hân hoan khi tham gia những cái chương trình như thế này. Mỗi một tiết mục là một màu sắc, mang đến hội diễn những chương trình nghệ thuật phong phú đạt sức lượng cao. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động ở các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả, giải A thuộc về trường Đại học Ngoại ngữ, giải B thuộc về trường Đại học Duy Tân và Đại học Kinh tế. Quý vị vừa theo dõi chương trình văn nghệ cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.